Và ngay bây giờ đây, hãy cùng cập nhật những bộ phim sẽ ra rạp trong tuần này. Trước ngày em đến, The Conjuring ấm ảnh kinh hoàng 2, Warcraft đại chiến hai thế giới, Now You See Me phi vụ thế kỷ 2, Finding Dory đi tìm Dory. Lịch chiếu và nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật ngay bây giờ. Yeah, listen, I'm on it. And we can close this. Taxi! Yeah, and we won't. Don't worry. Đầu tiên, chúng tôi xin gửi đến tất cả quý vị thông tin về bộ phim sắp được ra rạp Trước ngày em đến. Đây là bộ phim kể về câu chuyện của cô gái 26 tuổi, Luciana Clark, sống ở một thị trấn cổ miền quê nước Anh. Lou là cô gái có phong cách ăn mặc màu mè khác biệt, không có phương hướng và ước mơ cá nhân cụ thể nào cả. Dù rất vui vẻ, lạc quan, nhưng Lou lại phải vất vả làm việc để giúp đỡ gia đình khó khăn của mình. Công việc mới của Lou làm chăm sóc cho Will Trainer, chủ một nhà băng trẻ tuổi giàu có, bị liệt nửa người và phải gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn. Tai nạn thảm khốc 2 năm trước đã biến Will từ một chàng trai mạnh mẽ, phóng khoáng, trở thành một người cố chấp và đầu hàng số phận. Cuộc gặp gỡ đã trở thành một bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời và trái tim của cả hai nhân vật. Hãy đến rạp và xem bộ phim đầu tiên được giới thiệu trong những bộ phim sắp chiếu ngày hôm nay, Trước ngày em đến. Sorry, I'm being chatty again. No, stay. Tell me something good. When I was little, my favorite outfit was my bumblebee tights. Bumblebee tights. Black and yellow stripes. Oh, dear God. Didn't you ever love anything that much? Yes. Loving can hurt. Please don't tell me you shaved off my eyebrows. Who are you the one? Luke tells me you were a bit of an action man before. Huh? I bet if we got you on a really good fitness regime. Patrick? No, it's fine. Truth is, I thought I could crack this and then go back as if nothing had changed. I was wrong. Can I take you somewhere? You are so going on a date with Will Trainer. It's too baby. Get the red dress out. We keep this love. I don't want to go in yet. I just want to be a man who's been to a concert with a girl in a red dress. A few minutes more. Loving can heal. It's his fourth bout in 2 years. The last one nearly killed him. I promised my parents 6 months, and that's what I've given them. But that was before me. I want him to live, but only if he wants to live. I can't just let this happen. You can't change who people are. I mean, what can you do? You love them. And if you hurt me, you take care of him. He's a good one. I don't want you to miss all the things that someone else could give you. I can make you happy. I have become a whole new person because of you. Do you know something, Clark? You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. Wait for me to come home. This is my home. Get out now. No, this is not your house. Now, what's your name? My name is Bill Wilkins. Và bộ phim tiếp theo đó chính là The Conjuring, ám ảnh kinh hoàng 2. Bộ phim tiếp tục dựa trên một trong 10.000 hồ sơ điều tra của cặp vợ chồng Warren. Đây là vụ án kỳ bí nhất được ghi lại trong lịch sử siêu nhiên. Chuyện phim diễn ra vào cuối thập niên 70 tại vùng Anfield, nước Anh, nơi mà người mẹ đơn thân Hodgson sống cùng 4 đứa con gái của mình. Bọn trẻ bị các thế lực siêu nhiên tà ác quấy nhiễu liên tục. Bà mẹ đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của hai nhà ngoại cảm là Ed và Lauren Warren đến điều tra để giải cứu con mình. Nhưng họ có thành công không? Mọi chuyện mở màn từ một đoạn băng ghi âm cũ với chất giọng già nua yếu ớt của ông già 72 tuổi tên Bill Wickling. Nhưng sẽ không phải là điều lạ kỳ nếu giọng nói đó không phát ra từ miệng của một cô bé 11 tuổi. The Conjuring 2 dẫn dắt người xem đến vùng Anfield, nước Anh, nơi được mệnh danh là chốn hội tụ của những thế lực siêu nhiên cổ xưa và kinh hoàng nhất đất nước này. Liệu số phận của gia đình Hodgson sẽ ra sao? Ed và Lauren có ngăn cản được màn xâm chiếm điên cuồng ở đỉnh điểm sợ hãi trong vụ việc được nghiên cứu nhiều nhất trong lịch sử siêu lính? Xin mời tất cả các bạn hãy cùng đón xem. You believe us, don't you? Sensing a presence? I'm not sensing anything. All I can sense is their own fear. There's somebody in here! Can't open it! Help me! Great! Honey, you're bleeding. What is happening? I had a premonition of your death.
there. The family's just a pawn. Something inhuman wants to kill you. If we keep doing this, you are going to die. Tiếp theo, được chuyển thể từ một trong những trò chơi điện tử hay nhất mọi thời đại, bộ phim Warcraft The Beginning, Warcraft Đại Chiến Hai Thế Giới là dự án của hãng Universal đang rất được nhiều kỳ vọng. Những ai yêu thích những màn chiến thuật, sự hoành tráng, đồ sộ kết hợp với yếu tố gây cấn ly kỳ, đậm chất Hollywood hẳn sẽ được mãn nhãn khi thưởng thức bộ phim bom tấn này. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh cuộc trạm trán đầu tiên giữa tập Orc và con người. Mọi thứ bắt đầu khi vương quốc Azeroth thanh bình đứng bên vực thẳm chiến tranh bởi những cuộc xâm lăng đáng sợ từ kẻ thù. Sau khi phát hiện một lối đi kết nối hai thế giới đối lập nhau, tộc Orc đã tìm mọi cách đánh chiếm vùng đất của loài người nhằm cướp bóc, mở rộng bờ cõi và tìm kiếm sự sống. Là tựa game gắn bó với hàng triệu người hâm mộ trong suốt 2 thập kỷ, nên việc lựa chọn nhân vật và giai đoạn trong Warcraft để chuyển thể thành phim cũng khiến ekip thực hiện vô cùng đau đầu. Không những vậy thì đạo diễn Duncan Jones còn tiết lộ, ban đầu kịch bản được xây dựng với kết cục nghiêng hẳn về một phe. Nhưng sau khi ông đảm nhiệm vị trí đạo diễn đã thêm vào những điều chỉnh mới, tạo ra nhiều bất ngờ thú vị thay vì chuyển thể thuần túy từ phiên bản game. We'll protect the kingdom, you and I. You'd side with the humans against your own kind. This is suicide. We have no choice. We should attack with full force. Whatever you plan to do, do it now! Let the momentum of the car do the work for you. It's all in the wrist. Not bad. Now you want to see a thing of beauty? Bingo, bango, bongo. That's good. It's good to be positive despite making zero progress in a year. Gotta raise a little hell. You thought that they had disappeared forever. But this is the moment we've all been waiting for. Mùa hè năm nay, một trong những bộ phim ảo thuật đình đám nhất thế giới sẽ trở lại màn ảnh. Đó là Now You See Me 2. Wow, đây là phần tiếp theo của bom tấn cùng tên được ra mắt vào năm 2013. Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu khi dự án hé lộ, bộ phim đã khiến hàng triệu người hâm mộ phát cuồng và đứng ngồi không yên. Ở phần tiếp theo này, bộ phim sẽ có cốt truyện dựa theo phần 1. Khán giả sẽ được đưa đến một mốc thời gian 1 năm sau khi nhóm tứ kỵ sĩ qua mặt FBI và gây tiếng vang dư luận bởi màn trình diễn phát tiền kiểu Robin Hood. Lần này, các ảo thuật gia sẽ trở lại với mục tiêu phơi bày các hành vi phi đạo đức của một ông trùm công nghệ cao. Nhưng nhóm tứ kỵ sĩ này lại gặp phải kỳ phùng địch thủ khó nhằn hơn, đó là Walter Mabry. Và hy vọng cuối cùng của các ảo thuật gia là một màn thể thần chưa từng có nhằm xóa tên khỏi mọi hồ sơ và tiết lộ chủ mưu của những tội ác. Now You See Me 2 được đạo diễn bởi John M. Chu cùng dàn diễn viên siêu khủng từ gạo cội của làng điện ảnh thế giới như là Morgan Freeman, Michael Caine đến các ngôi sao trẻ nổi tiếng như là Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Lizzie Kaplan và đặc biệt là sự tham gia của ngôi sao nhạc pop hàng đầu châu Á, Jay Chu. Thanks for having us. Long ago, we were tricked. Let's go. Let's go. So it's only fitting that we do the same thing to the person who did it to us. Damn, it feels good to be back. Hello, hello. Stop. Make it go up. There's always more than what's on the surface. Trong
Trong mùa hè này, bộ phim sau đây tin chắc là khán giả của chúng ta sẽ cực kỳ yêu thích, đặc biệt là những gia đình có con em nhỏ quý vị nha. Chú cá Dory, nhân vật được yêu thích trong bộ phim Finding Nemo, sẽ trở lại trong một bộ phim riêng mang tên Finding Dory. Bộ phim lấy bối cảnh 6 tháng sau cuộc tìm kiếm cá con Nemo. Giờ đây, Dory sống trong cuộc đời bình yên giữa những chú cá hề sọc cam trắng. Sau một chuyến dã ngoại xem đàn cá đuổi Mata di cư về nhà, Dory bắt đầu nảy ra câu hỏi về gia đình, về quá khứ của bản thân và bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ. Dù là một cô cá nói trước quên ngay sau đó, nhưng Dory dám khẳng định mình đã đi tìm lại được một phần ký ức qua những giấc mơ ấy. Dory sẽ lên đường tìm xem cha mẹ của mình, quê hương của mình ở đâu. I remembered something. That's not possible. Is it? Okay, is it like a picture in your head and then you think I've seen this before? I just used the word before, which means I'm remembering something. What was I talking about? Somewhere. My family! They're out there somewhere. I have to find them. Thông tin thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Một Vòng CD ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong tất cả quý vị sẽ đồng hành trong những chương trình tiếp theo nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.